Xin chào các bạn đang theo dõi chương trình live stream của Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam. Hôm nay thì Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam chúng tôi cũng vừa thực hiện xong một dịch vụ cắt mí trên và kèm theo đấy là có tiến hành mở góc mắt trong. Và đây thì chúng ta có thể một chút quay lại đây để nhìn cái hình ảnh của khách hàng mà trước khi làm các bạn có thể nhìn đây. Các bạn có nhìn thấy, mình sẽ phân tích một chút về chuyên môn này. Thứ nhất, bản này có hai cái nếp mí nó không đều đúng không? Bên này có rất nhiều các cái nếp mí phụ nho nhỏ. Đấy, bên này thì có nếp mí nhưng nó rất là nhỏ. Đấy, và đây là cái phần về nếp mí vì nó không đều này. Cái thứ hai, các bạn có thể thấy cái phần góc mắt trong của bên này nó bị che đi một tí. Đấy, nó có cái vạt da này, nó gọi là cái nếp quạt hoặc là nó che đi mất một chút cái góc mắt trong. Nên làm ra làm cái mắt nó hơi bị ngắn, nó không được tươi. Và cái đặc biệt một cái bạn này nữa là cái bạn thấy có thấy cái phần trên này nó trũng lại. Nó có thể là do một nguyên nhân gì đấy mà cái mô đệm ở đây nó tiêu hết đi. Đấy, khi nó tiêu vậy đi thì nó càng hình thành nhiều các cái nếp mí nhỏ nhỏ như này. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy cái khách hàng vừa mới phẫu thuật xong thôi. Đây, các bạn thấy nếp mí thì bây giờ cái nếp mí nó rất là đẹp rồi. Đấy, phải tạo cái nếp mí lớn một chút xíu. Đấy, cái khoảng cách ngày xưa từ cung mày đến cái bờ mí trên này nó rất là dài. Đấy, bây giờ nó chỉ còn có một nửa thôi so với toàn bộ cái ổ mắt. Nên các bạn nhìn thấy từ cái nếp mí đến cái bờ mí dưới này. Đây là cái mí mắt nó sẽ rất là to đúng không? Trông rất là tươi. Đấy, và cái nếp mí nó sâu nét từ trong ra ngoài. Và đây đặc biệt cái phần góc mắt trong các bạn nhìn thấy đây. Đấy, cái góc mắt trong chúng tôi đang phẫu thuật mở rộng ra. Đấy, các bạn nhìn thấy nó lộ được cả cái bờ và khóe mi trên, bờ mi dưới và một phần cái hồ lệ ở phía dưới này ra. Đấy, nó làm cho cái mắt nó rất là dài hơn, nhìn nó to hơn. Đấy, và đây cái phần này chúng tôi cũng có tận dụng cái túi mỡ chúng tôi lấp đầy lên trên này để mong rằng là nó không bị, nó có cái mô đệm thì cái nếp mí nó sẽ có cái độ sâu. Đấy, mở to mắt lên này. Đó, các bạn nhìn thấy. Và đây là kết quả chúng tôi vừa thực hiện xong, có vẻ hơi sưng một chút xíu thôi, nhưng mà bởi vì bạn này làm một lúc rất là nhiều dịch vụ nên chúng tôi là can thiệp nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng giao lưu một chút xíu với khách hàng của Bệnh viện Thăng Nam nhé. Em cho chị hỏi là trước khi đến đây thì mình đã có tìm hiểu qua thẩm mỹ viện nào khác chưa? Thì em cũng có tìm hiểu cho nhiều thẩm mỹ viện, đặc biệt là có tìm hiểu ở thẩm mỹ viện Thăng Nam qua Facebook cũng như là các trang mạng. Em thấy là cái dịch vụ cắt mí mắt ở đây là tin tưởng. Em đã chọn ở đây để dịch vụ. Trước khi mà mình tham gia dịch vụ thì chắc chắn là em đã được các bạn tư vấn cho mình rất là kỹ đúng không? Về cái thời gian phẫu thuật nè, về chế độ bảo hành nè, về quá thời gian phẫu thuật sẽ kéo dài bao lâu và em sẽ cảm thấy đau ở những cái khoảng khắc nào và sau khi làm xong thì cái kết quả nó sẽ rất là sưng đúng không? Các bạn tư vấn cho em rất là kỹ thì em cảm thấy đáp ứng được hết những cái nhu cầu của mình nên là em mới quyết định là tham gia phẫu thuật tại Thăng Nam đúng không? Thì cái mà những bạn đang theo dõi chương trình live stream sẽ rất là quan tâm đó chính là trong quá trình phẫu thuật khách hàng này có cảm thấy đau hay là không đó, thì em có thể chia sẻ với chị chút xíu, mình sẽ nhìn thẳng vào trong biết không ai làm chị ha. Cảm giác thì hồi hộp nhưng mà thật sự thì nó cũng không có đau. Khi mà mình phẫu thuật xong thì cái phần thuốc tê nó đã hết thì mình có cảm giác là mắt mình hơi nặng một xíu, hơi nặng, hơi buồn ngủ đúng không em?